Lâm Phương xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe một bộ truyện thật hay của tác giả quen thuộc mà trước đây chúng ta đã từng biết đến và từng nghe những tác phẩm của anh. Vâng, trước đây chúng ta đã từng nghe tác phẩm dài 3 tập của tác giả Lương Duy, tác phẩm Hàm Oan cũng rất hay. Và hôm nay chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của tác giả Lương Duy, Quỷ Ám Làng Xuân Hạ. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng mỗi ngày vào lúc 19 giờ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Làng Xuân Hạ, năm 1999, nằm ở phía tây nam của tỉnh Nam Định, vào cái thời điểm đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập, tốc độ đô thị hóa bắt đầu lên cao, thì cái làng Xuân Hạ này vẫn giữ nét nguyên sơ của nó, tức là ở đây vẫn còn cây đa, bến nước, mái đình, cứ như đi từ văn học bước ra, chưa bị nhuốm màu hiện đại. Nói làng Xuân Hạ này cổ thì không phải, nhưng nó chính là những nguyên mẫu của một làng quê Bắc Bộ điển hình. Khí chất điển hình đó được toát ra từ trong làng đến ngoài làng, thậm chí người dân nơi đây cũng mang đậm dấu ấn cái khí chất đó. Họ chân chất, thật thà, chăm chỉ làm ăn. Công việc của họ chủ yếu bám vào máy xào ruộng, máy mảnh đất và con sông chảy quanh làng, chứ tuyệt nhiên không có xô bồ lên thành phố để mưu sinh. Bố con nhà lão Bảnh chính là những người đại diện cơ bản nhất cho cái làng Xuân Hạ này, sống trọn đời với nơi chôn nhau cát rốn. Đêm nay, trăng thanh gió mát, hai bố con nhà lão lại tất bật ra cái kinh ở gần nghĩa địa của làng để mò tôm bắt cá. Vì mùa này những thứ đó ở đây nhiều lắm, nó sẽ đem lại một món hàng kha khá để cho gia đình lão trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, hôm nay dù đã rất cố gắng mò mẫm, nhưng không hiểu tại sao cái gió nó vẫn cứ như lúc mới đi. Khi thấy trời đã chuyển về khuya, ông Bảnh mới giục thằng con trai tên là Khá. Nhanh lên đi con, gần 12 giờ đêm rồi, thu dọn mọi thứ rồi về, không á mẹ mày lại tru tréo lên bây giờ đó. Thấy bố mình nói vậy, thằng Khá trả lời như cố vớt vát thêm một chút nữa. Cố cho xong cái đoạn này đi bố ơi, không hiểu sao hôm nay không có cá, bắt được con ít quá à. Biết vậy ở nhà ngủ sớm cho nó khỏe, bố ha. Được một lúc, hai bố con lão Bảnh lúi húi dọn đồ ra về. Thường ngày thì hai bố con nhà lão vẫn bắt cá ở con sông ngay gần nghĩa địa của làng. Phải nói rằng bố con nhà lão vô cùng sát cá. Bất cứ khúc sông nào mà bố con lão mò mò sờ sờ là y như rằng hôm đó cũng được đầy giỏ. Nhưng không hiểu hôm nay gặp phía ai mà hai bố con lão nhà này chỉ được mấy con cá nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Lão Bảnh bực dọc. Con bà cái lũ cá chứ, làm ông mày mất công hì hục cả buổi tối à. Cứ tưởng tối hôm nay trăng thanh gió mát thì được đầy cá. Vậy mà. Cái giỏ chỉ có mấy con cá. Hai bố con lão đi về hướng làng Xuân Hạ. Trời hôm nay trăng sáng vằng vặc, còn soi rõ bóng hai cha con nhà lão Bảnh ở dưới dòng đường. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi lay lay cành cây, lá cây, càng tô thêm vẻ yên tĩnh của làng quê. Hưởng trọn cái hương vị của mùa thu, nó cứ ngọt ngào đến nao lòng người. Hai bố con lão Bảnh cứ ngửa cổ mà hít những luồng gió lạnh đang thổi ngang qua để thưởng thức cái hương vị trong lành đó. Bỗng nhiên trên bầu trời, mây đen kéo đến ùn ùn, che kín cả ánh trăng đang chiếu sáng dằng dặc. Thằng Khá nó mới thúc giục bố. Nhanh lên bố ơi, hình như trời sắp mưa rồi đó. Lão Bảnh cầu nhau. Trời dưới đất, vừa mới trời quang mây tạnh, vậy mà đụng cái sắp mưa rồi. Nhanh chân lên, không ướt hết bây giờ đó. Vậy là hai bố con lão nhanh chân chạy về hướng những ngôi nhà đang mờ ảo xuất hiện giữa trời đen mù mịt. Bỗng đâu, từ trên cây đa qua làng xuất hiện những bóng trắng, tóc xõa dài ngồi dắt dẻo trên những cành cây cười re ré lên những tiếng man rợ. Thiên đường có lối không đi, lại chạy xuống địa ngục vậy hả? Hôm nay cho các ngươi theo về hầu ta.
Nghe thấy vậy, hai cha con nhà lão giật mình ngẩng lên nhìn trên cây đa, thì hỡi ơi, những cái bóng trắng cứ ngồi dắt dẻo mà chạy chuốt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không kịp suy nghĩ gì, hai cha con lão bảnh định co giò mà chạy, thì bọn chúng đã giương ra những cánh tay dài như những con bạch tuộc cuốn chặt và kéo lại. Bấy giờ, hai cha con lão mới lên tiếng. Các cô, các ngài, ngự giá quan lâm, tha chết cho tụi con. Tụi con là người trần mắt thịt, có gì sai thì xin các ngài hai chữ đại xá cho. Nghe thấy từng lời nói của hai cha con nhà lão bảnh, bọn chúng chỉ cười khùng khục lên những tiếng ma quan dạy, rồi dí sát cái mặt nham nhở nửa đầu lâu, nửa thịt thối rữa, đang trong quá trình phân hủy, bốc lên cái mùi nồng nặc của tử khí. Chúng lè cái lưỡi dài cả mét ra mà liếm lấy liếm để hai cha con lão bảnh. Thấy cảnh tượng kinh hãi quá, hai cha con lão giãy giụa, kêu gào thảm thiết, nhưng không có ai nghe thấy. Đáp lại chỉ có màn đêm với bóng đen bao phủ và những cơn gió không ngừng thổi vào từng thớ da thớ thịt của hai cha con lão, nên họ run lên bần bật vì lạnh. Cái cảnh ma quỷ đang trêu đùa, dọa dẫm cha con nhà lão bảnh không khác gì cảnh mèo dần chuột, làm cho hai cha con lão xón đái ra quần. Nhưng có xón thì cũng như nhau thôi. Dường như lũ ma quỷ ở đây nó không sợ mùi amoniac như lời đồn đại của dân gian. Dưới gốc cây đa cổ thụ của làng Xuân Hạ, những hồn ma cứ lướt qua lướt lại, tạo thành một khung cảnh quỷ dị đến rợn người. Chúng cứ hành hạ hai cha con nhà lão bảnh. Quá mệt mỏi với cái trò mèo dần chuột của lũ ma quỷ, hai cha con lão ngất xỉu đi trên những cánh tay dài như chân bạch tuộc của bọn chúng. Bây giờ thì mặc kệ chúng nó thích làm cái gì thì làm. Bỗng đâu, trên những cành đa tán lá xum xuê xuất hiện những đoạn dây thừng to như cổ tay thòng lọng từ ở trên xuống. Vậy là lũ ma quỷ đó từ từ đặt nhẹ nhàng cái đầu của cha con lão bảnh vào trong đó và cất lên những tràng cười mang dại rủ rượi. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, bà Lan, vợ ông Bảnh dậy sớm nấu sáng như thường ngày. Bà đang lúi húi đốt sơm để nấu, thì ở ngoài ngõ có tiếng gọi dồn dập. Bác Lan ơi, bác Lan, chuyện lớn rồi. Nghe thấy tiếng gọi, thì bà Lan chui ra khỏi bếp, hỏi lại với sự ngạc nhiên. Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy cô Đoan? Cô Đoan có lẽ chạy từ đâu đó về, mệt quá, đứng trước mặt bà Lan vuốt vuốt cái ngực rồi mới nói. Bác Bảnh và thằng Khá treo cổ cái đa đầu làng chết rồi. Bà Lan dường như không tin nổi tai của mình. Cô nói cái gì? Ông Bảnh nhà tôi và thằng Khá? Mới nói được nửa chừng thì bà Lan chạy ngay tới cái cửa buồng nhà bà. Bà quỳ sụp xuống vì trước mặt bà chỉ có thằng Phát đang nằm một mình cuộn tròn ở trong chăn. Tuy nhiên, không thấy ông Bảnh và thằng Khá đâu. Cứ tưởng như mọi hôm, bà Lan cứ để cửa dậy cho chồng và con vào nhà, còn mình thì đi ngủ sớm. Do cả ngày đi bán cá, nên bà cảm thấy trong người hơi mệt. Sáng nay dậy, bà cứ nghĩ ông Bảnh và thằng Khá vào buồng trong ngủ. Vậy mà lại xảy ra cớ sự kia. Bà Lan giục thằng Phát dậy. Hai mẹ con cứ thấy sụt sùi theo cô Loan ra đến cây đa đầu làng, thì thấy mọi người đang xúm đỏ ở đó. Một số anh thanh niên to khỏe đang hò nhau đưa thi thể chồng và con bà xuống đất. Mặt người nào người đấy tím ngắt, da thì thâm xì lại, mắt như muốn lồi ra bên ngoài, nhìn sợ lắm. Không kiềm chế được nỗi đau mất chồng mất con, bà Lan và thằng Phát gạt đám người sang một bên để đến bên thi thể của ông Bảnh và thằng Khá mà hòa khóc lên. Bỗng nhiên, những dòng máu đỏ au từ mắt mũi tai miệng của hai người cứ rỉ ra nhìn vô cùng hãi hùng. Chứng kiến cái cảnh tang thương đó, ai cũng thấy xót xa, bởi vì trong mắt của họ, ông Bảnh luôn là một người hiền lành, chất phác, có khi đánh được con cá, con tôm, sẵn sàng cho hàng xóm xung quanh mà không lấy một đồng nào. Tiếng của bà Lan ở giữa đám người kêu la thảm thiết nghe mà đến não lòng. Ông Hoàng trưởng thôn không biết từ đâu chạy tới. Thấy đám người xung quanh thì ông nói to như quát. Bà con lui ra, tất cả giữ nguyên hiện trạng,
mong cô Lan và cháu Phát hãy giữ bình tĩnh để cho đội pháp y người ta khám nghiệm tử thi. Mọi người quay mặt nhìn ra thì thấy ông Hoàng và một đám người công an mặc quân phục bên trong, ngoài thì mặc bộ blue trắng xuất hiện. Thì ra, sau khi biết được hai bố con ông Bảnh treo cổ chết trên cây đa mà không rõ nguyên nhân, ông Hoàng đã về nhà gọi điện lên công an huyện mời pháp y xuống để xem xét tình hình. Nhìn thấy mọi người đang vây xung quanh hai tử thi, một vị pháp y đứng tuổi hình như là trưởng nhóm mới lên tiếng. Bà con giữ trật tự đi. Như ông trưởng thôn đã trao đổi, hôm nay chúng tôi đến là tiến hành thủ tục pháp y để tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Không biết ý kiến người nhà thế nào? Bà Lan nãy giờ miếu máu khóc lóc vì thương chồng thương con, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Chồng và con bà trước lúc chết đều sinh hoạt hết sức bình thường, không có biểu hiện gì là chán đời hay gặp trắc trở chuyện gì, nên việc hai người treo cổ là hết sức vô lý. May thay, có ông trưởng thôn tốt bụng mời được bác sĩ pháp y từ trên huyện xem xét, nhận thấy cần có sự can thiệp của khoa học để tìm ra nguyên nhân cái chết của chồng và con mình. Bà Lan vừa khóc vừa lên tiếng. Em cảm ơn bác Hoàng với mấy chú pháp y. Có gì giúp em tìm ra nguyên nhân cái chết của hai cha con. Mấy ngày qua, hai cha con nó chí thú làm ăn, không có gì nên tội mà tìm đến cái chết cả. Xin các anh giúp cho. Ông Hoàng trưởng thôn nghe thấy vậy liền nói. Thưa bà con, với vị trí là người đứng đầu của cái làng này, khi thấy chuyện như vậy là trách nhiệm của tôi. May mà cũng mời được mấy anh pháp y của huyện về đây được. Họ đều là những người chuyên môn giỏi. Tôi tin là sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của bố con chú Bảnh thôi. Bây giờ thì bà con tạo điều kiện giúp đỡ để đội pháp y thực hiện công việc của mình. Mấy anh to con khỏe kia thì ở lại phụ các vị ấy một tay. Không để ông Hoàng lên tiếng lần thứ hai, dân làng nãy giờ xúm đông xúm đỏ cũng dần dần tản ra ai về nhà đó. Chỉ có 6 người anh thanh niên to khỏe thì xung phong ở lại. Một cái quay tạm thời được dựng lên bãi đất trống cạnh gốc cây đa. Tử thi nhanh chóng được mổ xẻ ở những bộ phận cần thiết để xác định nguyên nhân cái chết trước sự chứng kiến của bà Lan và thằng Phát. Đúng là toàn những người có kinh nghiệm. Sau một quá trình mổ xẻ nhanh gọn, họ đã tìm ra nguyên nhân cái chết của bố con ông Bảnh. Vị pháp y trưởng nhóm dõng dạc nói. Chúng tôi đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của ông Bảnh và anh Khá. Bây giờ có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Nguyên nhân cả hai cái chết là do thắt cổ. Trên thi thể thì chúng tôi không tìm ra được bất cứ dấu hiệu nào của việc tác động ngoại lực. Thành thật chia buồn với gia đình. Vị bác sĩ pháp y vừa dứt lời, bà Lan liền cất tiếng khóc to hơn, tiếng khóc như oán than trời đất. Thấy cảnh đó, ông Hoàng trưởng thôn lặng lẽ nhờ mấy người thanh niên hồi nãy khiêng xác bố con ông Bảnh về sau khi hoàn tất các thủ tục. Một đám ma diễn ra trong sự u ám não nề của hai cái xác chết là bố con. Tiếng khóc cứ rắm rứt tan thương. Ai cũng lắc đầu thương xót cho số phận của bà Lan và thằng Phát. Mặc dù đã được bác sĩ pháp y kết luận chết là do tự treo cổ, nhưng dường như kết luận đó không làm thỏa mãn được tính tò mò của mọi người. Họ cho rằng hai cái chết đó lại đến từ một nguyên nhân khác, nhưng họ không dám nói ra. Vì nếu nói ra thì sẽ động đến một thế giới khác, một thế giới vô hình. Đám ma của bố con ông Bảnh vẫn diễn ra bình thường như những đám ma khác. Nhưng về đêm, không khí ngôi nhà ông Bảnh và cả cái làng Xuân Hạ lại chuyển sang một màu rùng rợn. Nó cứ u ám, quỷ mị đến khác thường. Nó không còn là một sự yên bình của một làng quê nữa, mà thay vào đó là cõi u minh khác hẳn với thế giới hiện thực. Đêm hôm đó, sau khi mọi người ai về nhà nấy, thì chỉ còn những người nhà hai bên nội ngoại của nhà ông Bảnh và bà Lan, thì mọi người mới tá quả chứng kiến một cảnh hải hùng đến ghê rợn. Một đoàn người áo trắng, rồi ăn mày rách rưới, cứ ra ra vào vào đám ma. Lúc đầu không ai để ý, nhưng thấy chúng nó quá nhiều, thì cô Liên em ruột của ông Bảnh mới thấy lạ. Một đoàn người không ai bình thường cả, tất cả đều xõa tóc che kín khuôn mặt,
cứ nhầm hoa quả chỗ chuẩn bị đồ cúng giếng mà lấy đi từng quả một. Cô Liên lên tiếng. Các ông các bà là ai mà vào nhà tôi nửa đêm nửa hôm vậy? Đã vậy còn lấy đi hoa quả phúng giếng nữa. Đoàn áo trắng đi ra, thì đến lượt một đoàn mặc quần áo rách rưới giống như từ ở dưới đất chui lên. Bọn chúng cứ lòa nhò mái tóc dài che kín khuôn mặt. Hai bên nội ngoại nhà ông Bảnh nhìn cái cảnh đó thì há hốc. Có anh Tình, cháu ruột của ông Bảnh mới bắt đầu lên tiếng. Nè, mấy ông kia, mấy bà, nghĩ đây là cái chợ hay sao mà vào lấy đồ tự nhiên vậy hả? Tôi gọi công an tới gô cổ cả lũ bây giờ. Vừa dứt câu nói của anh Tình, thì cả lũ trên chục người quay ngoắt lại, cái mặt nhìn về hướng đám họ hàng nhà ông Bảnh. Dưới mái tóc che mờ mờ, những khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc, đứa thì chột mắt, đứa thì mất ngủi, đứa thì miệng rộng cứ cười lên những tiếng khùng khục nghe đến đáng sợ lắm. Chưa hết, cô đứa còn chỏ cái miệng đầy răng nanh, cất lên những tiếng âm u gian giọng. Cái làng này, chúng mày sẽ chết dần chết mòn. Chết. Bây giờ, có hai thân ảnh bị xích sắt trói chân trói tay. Cứ mỗi bước đi là nghe tiếng kêu loảng xoảng, bị lũ áo trắng kia nó quật vào liên hồi, vang lên tiếng đau đớn. Con lại các ông các bà tha cho con xin. À, đau, con đau lắm, tha cho con. Hai cái thân ảnh đó không ai khác, chính là ông Bảnh và thằng Khá. Mọi người nhìn thấy hai người bị hành hạ như vậy cũng há khẩu đứng im tại chỗ, không một ai dám lên tiếng. Bởi vì nếu lên tiếng, thì người tiếp theo nằm trong quan tài chính là bọn họ, chứ không phải là ai khác. Nguyên nhân cái chết của cha con nhà ông Bảnh đến đây cũng đã được hé lộ. Đó chính là bị lũ ma quỷ bắt đi, chứ không có chuyện hai cha con ông ấy nghĩ quẩn mà tự vẫn. Được một lúc thì những hình ảnh ghê rợn từ từ biến mất trong tiếng chó tru nghe đến dựng cả tóc gáy ở làng Xuân Hạ. Mọi người họ hàng nhà ông Bảnh nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao những bóng ma quỷ kia nó lại xuất hiện một cách công khai, không có chút lo sợ, thổ công hay là thổ địa như vậy? Hơn nữa, cha con ông Bảnh chết cũng không được yên thân, còn bị bọn chúng hành hạ khổ sở. Trong nhà, bà Lan khóc càng lớn hơn. Tiếng khóc của bà Lan cứ giữa màn đêm tĩnh mịch, vang lên nghe ai oán. Sầu não xói sâu vào trong lòng người. Thấy chị dâu mình khóc quá lớn, cô Liên mới lên tiếng an ủi. Chị ơi, anh với cháu đi rồi, chị phải nén kìm lòng mới được chứ. Lo tang sự cho anh với cháu xong thì phải đi xem thầy bà như thế nào, coi có động mồ động mã gì hay không, hay lại đắc tội với ma với quỷ gì đó. Nghe thấy tiếng em chồng nói như vậy thì bà Lan cũng không gào rống lên nữa, mà chỉ thúc thích khóc nhỏ. Vì bà cũng biết nửa đêm nửa hôm rồi nghe tiếng khóc ai oán thì ai mà không sợ, kiểu gì cũng ảnh hưởng đến làng xóm. Đành để mọi việc giải quyết sau đám ma cha con ông Bảnh vậy. Sáng hôm sau, hai cổ quan tài của cha con ông Bảnh cũng đưa ra nghĩa địa an táng một cách bình yên, như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng người nhà ông Bảnh thì nặng trĩu lắm. Họ sợ một cái thứ vô hình, họ sợ không may dòng họ bị trùng tan. Nhưng lo lắng thấp thỏm nhất vẫn là bà Lan. Bà không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra với gia đình bà. Đùng một cái thì chồng và con mất. Đã vậy, còn bị lũ ma lũ quỷ hành hạ ngay trước mặt mọi người. Sau tuần đầu của chồng và con, bà Lan cũng được cô Liên dẫn đi đến điện của thầy Đức, xem xét coi mọi thứ vấn đề xảy ra với gia đình của bà. Thầy Đức là một thầy có tiếng ở vùng đó, cũng được liệt vào danh sách những thầy có tâm. Mọi người coi trọng thầy lắm, nên lúc nào cửa điện của thầy cũng tấp nập người ra kẻ vào. Dù đã cố gắng chọn ngày thường, không phải ngày nghỉ, nhưng hai chị em của bà Lan cũng phải chờ đến trưa mới được thầy xem. Khi vừa mới bước vào cửa điện, thì thầy nói luôn.
Hai chị em nhà bà đi về đi. Âm trạch ngoại đường tối tăm lắm. Tài cán của tôi đành phải chịu, không giúp được gì đâu. Thấy chưa hỏi gì mà đã bị thầy đuổi khéo. Bà Lan cũng cố gắng đặt mấy đồng lên dĩa làm lễ mà hỏi thầy, nhưng thầy từ chối. Bà Lan cố gắng. Thưa thầy, sao chưa xem xét gì mà thầy đã dạy tụi con đi về rồi? Thầy Đức nhìn hai người với ánh mắt thương cảm mà nói. Nói thật với hai bà, cái làng mấy người đang sống, nó đang bị động tới phần âm, phải cần có một người cao tay để giải. Ngoài ra thì tôi không nhìn thấy gì cả. Có lẽ hai bà về cho. Bị thầy từ chối, bà Lan và cô Liên lấy làm lạ. Cái gì mà liên quan đến làng? Không phải làng Xuân Hạ đang rất yên bình sao? Vậy rồi, hai chị em lại chở nhau đi xem mấy nơi khác. Thì các thầy đều nói như vậy. Hai người về nhà trong nỗi thất vọng cùng với lo lắng. Đi các thầy rồi, nhưng không ai chỉ đường cho thì biết làm sao đây. Những ngày sau đó, tiếp tục chứng kiến những điều kỳ quái diễn ra tại làng Xuân Hạ. Dường như sau cái chết của cha con ông Bảnh, những hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện liên tục và nhiều hơn. Ban ngày, mọi việc diễn ra hết sức bình thường, nhưng cứ vào ban đêm, cả làng bao phủ bởi một lớp sương mù. Đi lại vô cùng khó khăn. Nếu không may, ai đi ra đường thì không thể xác định phương hướng, thì chỉ còn cách ngủ lại ở ngoài đường mà thôi. Nên từ đó, làng Xuân Hạ cứ đến chừng 7 giờ tối là mọi người đã đóng cổng cài then rất kỹ. Hàng quán vào thời đó thì cũng không còn nhà nào dám mở cửa nữa. Con người ở đây cũng vậy, tuyệt đối là không ra ngoài khi màn đêm buông xuống, dù gì có gấp gáp cấp bách đến mấy đi nữa. Bởi vì không may ai ra đường mà gặp lũ ma lũ quỷ thì y như rằng ngày hôm sau đổ bệnh, thậm chí có người vĩnh viễn không còn nhận thức ra bản thân mình là ai. Họ cứ điên điên dại dại. Cứ vậy, ngôi làng Xuân Hạ yên bình ngày nào, nay đã chuyển vào hai thế giới giữa của âm và dương. Ban ngày là người sống, nhưng cứ khi màn đêm buông xuống là lũ ma lũ quỷ hoành hành tác quái, làm cho bao nhà phải chật vật khổ sở. Trước những hiện tượng lạ đó, ông Hoàng trưởng thôn quyết định tổ chức cuộc họp với tất cả sự tham gia của các hộ dân trong làng. Ông Hoàng trịnh trọng tuyên bố. Như mọi người đã biết đó, trong thời gian qua, làng ta bắt đầu xuất hiện những sự lạ. Đặc biệt là từ sau cái chết của cha con ông Bảnh, ba quỷ bắt đầu hoành hành nơi đây. Tôi cũng đã báo cáo với xã, nhưng vì làng của mình hơi xa trung tâm, nên xem chừng xã vẫn chưa có biện pháp để giúp đỡ chúng ta đâu. Trước khi để người khác cứu, thì tôi muốn nghe ý kiến của bà con xem tình hình nó như thế nào, xem ai có cách hay để giải quyết được khó khăn trước mắt hay không. Cả hội trường của thôn im phăng phắc, mặc dù cách đây mấy phút họ còn khá ồn ào. Bỗng dưng có ông Công Ngọng lên tiếng. Thưa ông trưởng thôn và bà con, cái bọn ma quỷ đó chỉ cho một ký thuốc nổ là chết mẹ nó hết rồi. Em xin phép chuyến này xin được lên biên giới Trung Quốc phát này á, để xin thằng bạn một ký thuốc nổ gì cho bọn ma quỷ kia nó tung sát ra luôn. Nghe thấy ông Công Ngọng nói như vậy, cả hội trường cười ồ cả lên. Lúc đó ông trưởng thôn mới lên tiếng. Những cái chúng ta đang đối mặt đó là ma quỷ, không phải người. Việc dùng thuốc nổ như chú Công nói để đối phó với ma quỷ là không có hiệu quả đâu. Lúc này, bà Lan ở cuối hội trường mới lên tiếng. Xin phép ông trưởng thôn và bà con cho tôi được ý kiến. Ông Hoàng ôn tồn nói. Mời cô Lan cho ý kiến đi. Thưa tất cả mọi người, những hình ảnh ma quỷ hôm chồng em mất cũng do chính mắt em chứng kiến. Phải nói đó là những thứ vô cùng ghê rợn. Ngay cả chồng và con của em cũng bị chúng bắt đi linh hồn, không biết là làm thế nào nữa. Em cũng đã nhờ thầy này thầy nọ rồi, nhưng tất cả đều từ chối giúp đỡ vì vượt quá khả năng của họ. Em thiết nghĩ chuyện ma quỷ xuất hiện ở làng ta trong thời gian gần đây bây giờ không còn là việc riêng của nhà nào nữa. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực mà đuổi chúng nó đi. Mọi người ở đây xem ai có biết được thầy pháp nào cao tay thì mời về trừ giúp cho cả làng này đi.
Ông Hoàng trầm ngâm một lúc rồi nói, ý kiến của cô làng là rất có lý. Mặc dù mọi người cứ tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, nhưng những gì đã diễn ra ở làng ta khiến chúng ta không thể không tin là có một thế giới khác luôn tồn tại xung quanh. Bây giờ, cần phải có một thầy trừ tà thật giỏi để có thể đuổi lũ yêu ma kỳ quái đó mới được. Mọi người nghe như vậy thì giữ im lặng, có vẻ như là suy tư lắm. Thì cụ Tằng là người lớn tuổi trong làng, năm nay cụ đã gần 80 rồi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, bất ngờ giơ tay phát biểu. Thưa bà con, tôi có biết ở mạng trên có một thầy Pháp rất giỏi trong việc trừ tà ma. Tôi nghĩ có bệnh đó thì giai tư phương, cứ mời thầy về thử coi sao. Nếu ông trưởng thôn và bà con đồng ý, thì ngay ngày mai tôi nhờ một thằng cháu đó nó chở tôi đi để thỉnh thầy về trừ giúp tà ma cho. Ông Hoàng nghe vậy thì hỏi lại, cụ có chắc là thầy giúp được làng ta đuổi được lũ ma quỷ kia hay không? Mọi người cứ yên tâm đi. Thầy này tên là Chính, đã ở từng tu luyện phép thuật lâu năm. Ở mạng trên, thầy nổi tiếng lắm, từng giúp biết bao nhà trừ ma diệt quỷ. Đặc biệt là thầy nhân đức, không có ham tiền tài, nên mọi người cứ yên tâm, không có lo bị lừa. Hơn nữa, xưa nay bố của thầy và tôi từng coi nhau như là anh em, nên có thể nói tôi và thầy cũng là chỗ quen biết, thiết nghĩ việc mời thầy sẽ không có khó khăn gì. Nghe thấy cụ Tằng nói vậy thì mọi người trong cuộc họp phấn chấn lắm, bởi vì từ chỗ lo sợ lũ ma lũ quỷ kia hoành hành thì bây giờ đã có biện pháp giải cứu, nên ai cũng nhất trí tán thành với phương án của cụ Tằng đưa ra. Thấy mọi người đồng lòng nhất trí, ông Hoàng trưởng thôn dõng dạc tuyên bố cuộc họp giải tán và không quên cắt cử anh Thái sẽ là người chở cụ Tằng đi mời thầy về giúp dân làng vào ngày mai. Coi như một gánh nặng đã có hướng giải quyết, ông Hoàng thở phào một chút nhẹ nhõm. Cuộc họp của làng Xuân Hạ hôm nay đã không uổng công vô ích. Hy vọng lũ yêu ma quỷ quái kia sớm bị tiêu diệt, trả lại sự yên bình cho ngôi làng này. Sáng sớm hôm sau, trên chiếc xe 81, anh Thái là người được ông Hoàng cắt cử chở cụ Tằng đến chỗ thầy Chỉnh. Thời đó, đường đi còn khó khăn lắm, không như bây giờ. Mặc dù chỉ cách độ khoảng 30 cây số, nhưng cũng đi mất hơn tiếng đồng hồ mới đến nhà thầy Chỉnh. May mắn cho hai ông cháu, khi đến thì thầy vẫn đang ở nhà, cũng không ai đến xem tử vi. Vừa nhìn thấy bóng dáng cụ Tằng thì thầy đã chạy ngay ra ngoài ngõ mà đón vào trong nhà. Quý quá, đã lâu rồi chú mới qua nhà con chơi. Con cũng định giam ba bữa nữa, hôm nào thập rảnh thì con sang nhà thăm chú. Mời chú và cháu vào nhà thưởng thức nước chè Thái Nguyên chính hiệu con vừa mới pha xong đó. Cụ Tằng từ tốn. Thầy không cần phải khách sáo đâu. Hôm nay gặp thầy là có chuyện cần nhờ đó. Dạ. Vào đến cái chõng tre đặt dưới giàn thiên lý. Ở đó có sẵn một bộ ấm chén, hình như vừa mới được bày ra xong. Khói còn đang nghi ngút. Thầy Chỉnh rót nước trà ra từng chén và cung kính đưa cho từng người. Mời chú và cháu thưởng thức xem trà nhà cháu pha có ngon không. Cụ Tằng thưởng thức xong một ngụm rồi liền lên tiếng. Hương vị và màu sắc của trà pha đều rất tuyệt. Không hổ danh là trà Thái Nguyên. Nhưng nói thật với thầy là hôm nay gặp thầy không phải để thưởng thức trà mà có việc cần nhờ tới thầy. Thầy Chỉnh đăm chiêu một lúc rồi nói. Con nhìn ấn đường của chú và cháu đây thì thấy có vẻ không có được tốt lắm. Khí âm đang dây kín lấy hai người đó. Chắc là ở nhà có chuyện gì liên quan đến âm trạch phải không? Có việc gì thì chú cứ kể con nghe. Con xin hứa là sẽ giúp hết sức mình. Cụ Tằng thấy thầy hỏi vậy thì liền thuật lại. Từ khi ở làng tôi, có hai cha con nhà nọ bị treo cổ ở cây đa đầu làng, thì bắt đầu xuất hiện những hiện tượng ma quái. Ban ngày thì mỗi người hoạt động bình thường, nhưng cứ màn đêm buông xuống thì là giờ hoạt động của bọn ma quỷ. Làng tôi cứ như là biến thành hai cực âm dương vậy, không hiểu tại sao nữa.
Thầy Chỉnh nghe thấy cụ Tằng nói vậy, cũng rất ngạc nhiên, bởi vì cả cuộc đời trừ ma diệt quỷ của mình chưa từng gặp hiện tượng nào lạ lùng như vậy. Có gặp thì cũng chỉ gặp một vài con quỷ, con ma, nó quấy phá nhà này nhà nọ thôi, chứ chưa bao giờ thấy ma quỷ nó xuất hiện cả một đàn một lũ để quấy phá cả làng. Lúc này thầy mới lên tiếng. Nói thật với chú và cháu đây, con nghĩ vụ này không có đơn giản đâu, thậm chí là rất khó nữa. Con nghi là mảnh đất của làng mình đang chứa đựng bí mật gì đó, không thể tự dưng mà ma quỷ nó hoành hành như vậy được. Thôi thì con hứa là con sẽ giúp và cố hết sức. Cụ Tằng nghe như vậy thì mừng rỡ. Được thầy giúp là cái phúc của làng Xuân Hạ chúng tôi. Thay mặt dân làng xin được nói lời cảm tạ thầy. Thầy Chính từ tốn. Việc giúp mọi người là trách nhiệm của những người học đạo. Chú không cần phải khách sáo vậy đâu. Anh Thái nãy giờ im lặng không nói gì, thấy thầy Chỉnh nói vậy thì cũng xúc động. Dạ, dân làng tụi con đang mong ngóng từng ngày có người về giúp đỡ để thoát khỏi cái cảnh u mê tăm tối đó. Xin được cảm tạ thầy. Thầy Chỉnh nghe nói vậy thì hài lòng lắm. Bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ sáng, con sẽ theo hai ông cháu về luôn. Hai người chờ con một chút, con sắp đồ đạc cái đã. Nói rồi, thầy vào nhà lấy những đồ cần thiết để theo hai ông cháu về làng Xuân Hạ thực hiện công việc trừ ma diệt quỷ của mình. Trên con đường trở về quê, đi qua cánh đồng bát ngát tỏa mùi hương thơm lúa chín, thầy Chỉnh lẩm bẩm. Có lẽ sắp vào vụ gặt rồi. Cảnh sắc vùng nông thôn ở đây quả thật là rất yên bình. Dưới những ánh nắng nhẹ nhẹ, chiếc xe lăn bánh không bao lâu mà đã có mặt tại làng Xuân Hạ. Thầy Chỉnh thốt lên. Đã lâu rồi con không có về nhà chú chơi, mà nơi đây thay đổi nhiều quá. Làng này không còn một nhà nào mái bổi nữa, mà nhà nào nhà nấy đều mái ngói đỏ tươi, thậm chí còn có nhà mái bằng nữa chứ. Cụ Tằng trả lời. Cũng đã gần 5 năm rồi thầy chưa có về nhà chú còn gì nữa. Bây giờ người dân ở đây họ chăm chỉ lắm, đời sống cũng khá lên. Khu đất phía trước là nơi canh tác của cây cà chua. Cứ vào mỗi vụ, không biết là bao nhiêu thương lái về thu mua cà chua. Nhờ mảnh đất đó mà biết bao nhiêu hộ thoát nghèo đó. Vậy thì tốt quá, nhưng con thấy khí đất ở đây có cái gì đó không có ổn lắm. Âm khí thì cứ ngùng ngục bay lên trời. Phiền cậu thanh niên này, đi gọi những người chức sắc trong làng đến đây, chúng ta cùng bàn việc. Nghe thấy thầy nói vậy, anh Thái dạ một tiếng và nhanh chóng đi mời những chức sắc trong làng. Tất nhiên trong số đó có ông Hoàng trưởng thôn. Một lúc sau, mọi người đã đến đông đủ, thì cụ Tằng lên tiếng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là thầy Chỉnh, người mà tôi đã giới thiệu trong buổi họp thôn ngày hôm qua đó. Thầy Chỉnh đứng dậy lễ phép thưa. Thưa ông trưởng thôn cùng các cụ cao niên trong làng, ngay từ khi mới đặt chân đến làng ta, tôi đã phát hiện ra những điều bất ổn, âm khí rất nặng. Nếu mà không trừ lũ ma quỷ này thì e rằng về dài về lâu, cuộc sống ở đây sẽ không còn được yên bình như bây giờ. Hiện tại nó chỉ quấy nhiễu ban đêm, nhưng nếu dương khí yếu, thì cả ban ngày nó cũng sẽ quấy rối đó. Nghe đến đây, thì mọi người không khỏi thất kinh. Ông Hoàng lên tiếng. Bây giờ cần những thứ gì thì thầy cứ nói đi. Chúng tôi ở đây sẽ chuẩn bị để thầy có thể trừ lũ yêu ma giúp cho làng. Thầy Chỉnh trầm ngâm một lúc rồi nói. Với lũ yêu ma đông như thế này thì chắc chắn tôi sẽ dùng trận pháp bát quái. Do đó, ông trưởng thôn mua cho tôi những thứ này đi, chuẩn bị cho kỹ đầy đủ. Thầy Chỉnh căn dặn ông Hoàng trưởng thôn những thứ cần thiết cho buổi lễ và yêu cầu đi mua ngay. Ông trưởng thôn cũng cẩn thận ghi lại những thứ thầy dặn vào một mảnh giấy, rồi lấy ra một ít tiền nhờ người đi mua. Vì đây là việc chung, nên khi được nhờ ai cũng hăng hái xung phong đi luôn, không chần chờ gì nữa. Sau khi đã bàn việc xong đâu đó, thầy Chỉnh đưa một sấp bùa màu vàng có viết lên đó những chữ tàu mà không ai hiểu, và dặn đưa cho tất cả mọi người trong làng, dán lên cửa chính. Tuyệt đối khi thầy làm phép, không được lò dò ra khỏi nhà. Căn dặn mọi việc xong xuôi, thầy nhờ cụ Tằng sắp xếp cho một căn phòng kín để có thể luyện phép, và tuyệt đối
không ai được làm phiền. Đến giờ ăn, chỉ cần cơm canh để ở ngoài cửa, thầy sẽ tự lấy ăn không cần mọi người phải bận tâm. Vậy rồi, một ngày cũng nhanh chóng trôi qua, màn đêm buông xuống như nuốt trọn những ánh sáng ban ngày. Những làn sương mờ mờ, ảo ảo, dần dần buông xuống, tạo thành một cõi u mê rợn người. Bàn lễ đã được mọi người để sẵn ở dưới gốc đa, nơi mà cha con ông Bảnh treo cổ tự tử. Nên có thể gọi, thời điểm đó mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thầy Chỉnh từ trong buồng kính nhà ông cụ Tằng bước ra, trong bộ áo pháp màu vàng. Phía sau có in hình bát quái. Tóc xõa xuống, nhìn như một người khác. Bởi vì bình thường, mặc dù là tóc dài, nhưng thầy thường xuyên búi củ tỏi, nên nhìn khá gọn gàng. Tay thầy cầm thanh kiếm gỗ đào, bên hông thầy có một cái túi đựng đầy những lá bùa màu vàng màu đỏ, được thầy đeo chéo theo thân người. Vừa nhìn thấy cụ Tằng thì thầy giơ tay ra hiệu. Con sẽ đi thẳng ra gốc đa của làng. Chú ở nhà hết sức cẩn thận. Con vừa ra khỏi cổng là nhớ đóng ngay cửa lại, không được để cho tà khí xâm nhập vào nhà. Nói xong, thầy Chỉnh cứ dậy theo hướng cây đa của làng mà đi. Trước mặt thầy là một đoạn đường khói xương mịt mù rất khó nhìn. Biết đây là tà khí do lũ ma quỷ tạo thành, nên cứ đi được khoảng 20 mét thì thầy rút lá bùa trong túi ra và tung lên. Lá bùa tự nhiên cháy sáng rực rỡ thành ngọn đuốc soi đường cho thầy đi đến chỗ bàn lễ. Thầy đốt tầm khoảng 10 lá thì thầy đến chỗ bàn. Khi ngoảnh đầu nhìn lại thì màn sương mờ lại tiếp tục che phủ con đường thầy vừa mới đi qua. Thầy bắt đầu thắp ba nén hương, cắm vào cái lư đồng và khấn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Dù có đứng gần cách thầy nửa mét, cũng không thể nghe thấy được. Sau đó, thầy bắt đầu dùng thanh kiếm gỗ xoan đào lên, múa tạo thành một khung cảnh hết sức quyền diệu. Xung quanh thầy tạo ra thứ ánh sáng của bảy sắc cầu vồng và cứ lung linh huyền ảo như cơn gió lốc cuộn tròn. Bỗng đâu, từ bốn phía của thầy, bắt đầu xuất hiện những bóng trắng bóng đen cứ lầm lũi hướng về phía của thầy. Chúng bắt đầu vang lên tiếng cười khanh khách đầy quỷ dị. Mày đến đây để đối đầu với bọn tao à? Phải không? Mày nghĩ mày có thể làm được gì hả cái thằng thầy pháp kia? Thầy Chỉnh thấy bọn ma quỷ khiêu khích như vậy, nhưng không hề lên tiếng bất cứ một câu gì, mà tiếp tục làm công việc của mình, đó là múa kiếm tạo ra những thanh sắc cầu vồng ào ào như lốc cuốn. Thấy như vậy, bọn ma quỷ mới xông vào gần thầy, thì thầy bất ngờ dừng lại và dùng mấy lá bùa từ ở trong túi ra. Những lá bùa rung lên rực sáng như mới được đưa vào lò nung nhanh chóng. Mỗi một lá một vị trí, hình thành một trận địa bát quái, khiến cho lũ ma quỷ kia hoảng loạn. Lúc đó, thầy nhanh chân đi ra khỏi trận địa trước sự ngỡ ngàng của bọn ma quỷ kia. Thầy cười lên một tiếng thật to. Hỡi loài ma quỷ bọn mày, nghĩ là có thể tác quái tác quái được chốn nhân gian dễ vậy sao? Trận địa bát quái như một cái lồng phủ toàn bộ bọn ma quái kia. Chúng định thoát thân, nhưng không thể nào thoát được. Cứ định ra ngoài thì lại bị những lá bùa màu vàng sáng rực của thầy Chỉnh ngăn lại như những bức tường được làm bằng đá. Nhìn thấy bộ ma quỷ như cảnh chim lồng cá chậu, thầy lấy một lá bùa ra nhẩm nhẩm đọc cái gì đó thì bầu trời bỗng nổi mây đen, sấm sét kêu lên đùng đùng. Thầy hô lớn: "Rồi, hết đời bọn ma quỷ chúng mày rồi đó." Thầy vừa hô vừa giơ thanh kiếm làm bằng gỗ xoan đào lên. Những tia chớp sét đang nhanh chóng chạy vào thanh kiếm, nó sáng rực lên muôn màu muôn vẻ. Nếu ai nhìn vào nó thì có lẽ sẽ bị thiêu rụi ngay. Thầy hướng thanh kiếm vào trận địa bát quái để tia sét phóng ra tiêu diệt lũ ma quỷ. Thì từ đâu có một đạo bùa lớn như cái áo cà sa đang chắn trận địa bát quái không cho tia sét đi vào. Thầy Chỉnh phóng tia sét không kịp dừng lại, đi thẳng vào cái lá bùa đó và bị đánh bật lại như những luồng điện cao thế đánh thẳng vào thầy Chỉnh. Thầy Chỉnh bị trúng tia sét đó như tướng quân Từ Hải chết đứng giữa trận tiền khi chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Mày,
mày dám nuôi lũ yêu ma quỷ quái đó sao? Cái bóng đen như hắc quỷ, không biết từ đâu đến, phóng lá bùa để cứu lũ yêu ma quỷ quái kia. Nó cười lên khùng khục. Mày định cứu cái làng này à? Còn lâu mới có chuyện đó nghe. Thằng thầy pháp thối thà kìa, mày trở về với địa ngục đi. Vì luồng điện từ sét tạo ra quá mạnh, thầy Chính gục ngay tại chỗ và trút luôn hơi thở cuối cùng. Sáng hôm sau, cụ Tằng cùng đoàn người làng Xuân Hạ ra gốc cây đa thì không khỏi thất kinh. Thầy Chỉnh đã chết từ lúc nào không hay, cái xác thì cháy đen nhẽm như khúc gỗ cháy. Nhìn thấy cảnh đó, cả làng Xuân Hạ không khỏi thất kinh. Không ngờ tiếng sấm tiếng sét dữ dội đêm qua đã cướp đi sinh mạng của thầy Chỉnh. Thầy từ niềm hy vọng đuổi ma diệt quỷ ở cái làng Xuân Hạ này đã trở thành nỗi thất vọng vô bờ bến cho mọi người ở đây. Có những người không kìm được nước mắt mà sụt sịt. Cụ Tằng thấy người mình mời về chết thảm thì không khỏi đau lòng. Chỉnh ơi là Chỉnh! Con chết như vậy thì ta biết ăn nói với bố mẹ con dưới đó như thế nào hả Chỉnh ơi? Ta xin lỗi. Nếu biết bọn yêu ma quỷ quái nó thâm độc như vậy thì ta không bao giờ mời con về để lãnh lấy cái chết như vậy đâu Chỉnh ơi. Tiếng cụ Tằng khóc lóc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thương xót cho một vị thầy pháp đang nằm co ro đen nhẽm ở dưới kia. Nhìn thấy cảnh đó, ông hoàng trưởng thôn thở dài. Đúng là xin nghề tử nghiệp, mong cụ Tằng và mọi người hết sức bình tâm đi. Tạm thời chuyện trừ ma diệt quỷ chúng ta sẽ không nhắc tới nữa. Còn về phần thầy Chỉnh, tôi sẽ báo cáo với chính quyền về vụ việc và chuyển thi thể của ông ta về mạng Trực Ninh an táng cho phải đạo. Nghe thấy ông trưởng thôn nói như vậy, cụ Tằng và mọi người cũng nhất trí, bắt đầu thu lại tàn cuộc của đêm hôm qua. Cứ như vậy, từ đó, ngôi làng Xuân Hạ như chìm trong hai cõi âm dương, dù có tìm cách nào cũng không thể thoát ra nổi. Có một số người trẻ thấy cảnh làng của mình như vậy thì định bỏ đi, nhưng không hiểu tại sao chỉ đi được một thời gian rồi lại quay trở về. Họ nói, cứ đi được mấy hôm là như rằng trong giấc mơ có một lão như yêu quái, râu tóc đỏ ngầm ngầm, tay cầm cây chùy dọ nạt, nếu bỏ quê đi thì lão dùng cái chùy trên tay đập chết tươi. Sợ quá cho nên sáng hôm sau, khăn gói trở về quê ngay, không dám ở nơi đó thêm một ngày nào nữa. Làng Xuân Hạ ban ngày vẫn đẹp và thơ mộng. Những cánh đồng lúa bát ngát và khu đất trồng hoa màu trù phú với các loại rau củ quả có thể cảm nhận được một làng quê yên bình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó giống như chốn âm ti địa phủ, ma quỷ cứ mặc sức mà hoành hành. Nó chỉ không vào nhà để quấy phá, nhưng ở ngoài đường thì nó cứ đi lại nhộn nhịp như là mở hội, khiến cho không có bất kỳ một ai dám ra ngoài. Vào một buổi chiều kia, có một người ăn mày không biết từ đâu đến mà vào trong làng Xuân Hạ ăn xin. Mùi hôi thối nồng nặc của ông ta đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Chỉ duy có cụ Tằng thấy ông ta khổ sở quá mới mời vào nhà để cho ăn uống đàng hoàng. Và cũng không quên kêu ông ta ra giếng để tắm giặt mà xua tan cái mùi hôi đó đi. Thấy tình cảm của cụ Tằng, người ăn mày đó liền lên tiếng. Cảm ơn cụ. Có tấm lòng Bồ Tát mà rủ lòng thương. Nói thật với cụ là con không phải ăn mày, mà là một thầy pháp nghe tiếng làng Xuân Hạ này đang có vấn đề, âm dương lẫn lộn, nên con giải dạng ăn mày để về đây xem xét tình hình. Quả thật âm khí nặng lắm, mà do người ta luyện âm binh mà thành, chứ không phải tự dưng xuất hiện đâu. Nghe tới đây, cụ Tằng mới miếu máu. Trời ơi, may mắn quá! Vậy là làng Xuân Hạ này có hy vọng rồi. Trước tiên, tôi xin cảm tạ thầy. Nói rồi, cụ Tằng định quỳ xuống, thì người ăn mày mới ngăn lại. Cụ đừng có làm vậy. Bổn phận trừ ma trừ quỷ là của chúng con. Cụ cứ yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức. Tối hôm nay, khi nào có tín hiệu của con, thì cụ hãy dẫn mọi người đến gốc đa nghe.
đó là nguồn cơn của vấn đề. Khi màn đêm buông xuống làng Xuân Hạ, thì cũng là lúc màn sương mờ mờ ảo ảo xuất hiện, cho mọi người cảm nhận về một cõi u mê. Lũ ma quỷ vẫn vậy, nó vẫn xuất hiện đi lại ngay trên con đường làng với những điệu bộ vô cùng đáng sợ. Nó sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người nào nếu chúng phát hiện ra đi vào ma trận của bọn chúng. Thế nhưng, ông ăn mày lại xuất hiện lướt nhanh như con sóc. Một lũ ma quỷ đuổi theo ông như thú dữ săn mồi. Bỗng dưng, đang chạy, thì ông ăn mày đứng lại rút thanh kiếm gỗ ở dài ra làm sáng tỏ một vùng không gian, khiến cho lũ ma quỷ kia ló mắt. Nhưng chúng đã kịp định thần lại và gào lên những tiếng vô cùng ghê rợn. Hôm nay to gan, lại có người xuất hiện nơi này thì mày sẽ không có đường về. Ông ngăn mày nói với cái giọng thách thức. Lũ hồn ma bóng quế bọn mày không chịu đầu thai mà còn ở lại dương gian để làm hại người. Tụi mày nghĩ là tiếp được mấy chiêu của tao chứ? Nói rồi, ông liền hướng mũi kiếm vàng trực đi về phía bọn chúng và dùng những lá bùa lên không trung tạo thành quả cầu xoay tròn trên ngay đầu bọn chúng. Lũ ma quỷ thấy vậy, liền mỗi đứa bay lên một cành tre cao chút và giương dài cánh tay ra để bắt lấy ông. Nhưng chỉ trong chốc lát, những cánh tay đó đã bị quả cầu vừa được tạo ra đánh cho tan tành, phải rút ngay về. Vậy là bọn ma quỷ hô phong quán vũ tạo thành các đá mịt mù cứ hướng về ông ăn mày mà thổi. Trong thoáng chốc, ông già ăn mày từ thế thủ chủ động thành bị động, cho nên để điều khiển được quả cầu được tạo lên từ những lá bùa, nó nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, biết mình mất đi một vật hộ thân quan trọng. Người ăn mày liền dung kiếm chém tứ tung vào thân ảnh lũ ma quỷ, khiến cho chúng rên ra lên những tiếng đau đớn nghe ai oán vô cùng. Lúc này gió đã ngừng thổi, các bụi không còn bay tứ tung nữa. Tận dụng thời cơ đó, người ăn mày mặc áo đen chồm vào những bông ma quỷ mà chém mà giết, khiến chúng nhanh chóng tan thành mây khói và bay lên không trung. Vừa chém xong lũ ma quỷ thì trước mặt ông ăn mày xuất hiện một đạo quân đầu trâu mặt ngựa, tay cầm giáo kiếm. Nhưng người áo đen rất bình tĩnh, rút trong túi ra một đạo bùa và đọc chú niệm. Đọc chú niệm xong thì ném đạo bùa đó bay lên trời, thì từ đâu xuất hiện những mũi tên vàng rực bay dù dù hướng vào lũ đầu trâu mặt ngựa. Khi mũi tên ngừng bay thì lũ đầu trâu mặt ngựa cũng đã bị tiêu diệt. Đứa nào bị trúng tên thì ngã gục xuống đất, nhanh chóng biến thành làn khói đen mỏng mà hòa vào không trung. Dường như người ăn mày càng đánh càng hăng máu, nhanh chóng đến gốc cây đa để giao chiến với lũ quỷ ở đó. Từ đâu xuất hiện những dây thừng dài thòng lòng bằng cổ tay quất lên quất xuống như những dây roi khổng lồ dán vào người áo đen. Thế vậy, người áo đen cười khinh bỉ. Bọn ma quỷ tụi mày chỉ có vậy thôi sao? Vừa dứt lời, người ăn mày áo đen dùng thanh kiếm vàng rực chém túi bụi vào những dây thòng lòng đó. Chém đến đâu, nghe tiếng kêu rên la của lũ quỷ đến đó. Tưởng là làm như thế thì gây tổn thương cho bọn ma quỷ. Nào ngờ, chúng vô cùng quỷ quyệt, ẩn hiện ngay đằng sau người áo đen và dùng tay đẩy mạnh ông vào một gốc đa, khiến cho người ăn mày áo đen trở nên khốn đốn, dính đòn nặng. Miệng thổ huyết, phun ra máu tươi đỏ au. Nhìn thấy vậy, lũ ma quỷ hiện lên bộ dạng mặt đầu lâu, xương sọ trên đầu lơ thơ mấy sợi tóc và cười lên những tiếng man dại. Dám đối đầu với bọn tao à? Chỉ có những con đường chết mà thôi, biết chưa? Thật là ngông cuồng. Nhưng bọn ma quỷ đâu biết rằng thanh kiếm của ông ăn mày mà kết hợp với máu của người tu đạo như ông ta thì càng trở nên sắc bén, chém sắc như chém bùn, có công lực tăng lên gấp bội. Ông ăn mày áo đen đó nhanh chóng lấy hai ngón tay chấm vào máu vừa mới thổ huyết so lên thanh kiếm, làm cho nó từ chỗ vàng rực chuyển sang màu đỏ sậm, nhìn lung linh huyền ảo đến lạ thường. Cứ như vậy, ông ăn mày lao vào chém lũ ma quỷ như điên như dại. Chém đến đâu,
đủ ma quỷ tan biến đến đó, không kịp kêu lên được tiếng nào. Không bao lâu, lũ ma quỷ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, và không khí trở nên trong lành hơn, không có màn sương mờ mờ ảo ảo khó thở nữa. Lúc này, từ trên lùm cây đa xuất hiện tiếng cười lớn. À, khá lắm. Biết bao nhiêu âm binh ta đã luyện mất không ít thời gian, mà ngươi cũng đã tiêu diệt hết. Ngươi đã quá coi thường. Vừa dứt lời xong, thì phía cây đa xuất hiện những phi tiêu cứ nhằm ông ăn mày áo đen đó mà hướng tới. Nhưng ông đã nhanh chóng dùng thanh kiếm mà đánh những phi tiêu đó rớt lả tả xuống đất. Đồng thời có một người áo trắng bịt mặt xuất hiện, nhảy lên định đạp lên người của ông ăn mày áo đen. Nhưng bị ông ta phản đòn, đá cho người áo trắng ngã sóng sồi xuống đất. Như biết mình đang rơi vào thế bị động, người áo trắng lôi đoạn roi dài cuốn quanh người ra, cứ nhằm ông ăn mày mà quật liên hồi, khiến cho ông không thể nào chống đỡ kịp và đã bị trúng mấy roi đau thấu da thấu xương. Thấy ông ăn mày bị đau đớn, người áo trắng mới lên tiếng nói: "Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của mày đó, tiếp chiêu." Hắn vừa nói vừa quất mạnh roi hướng vào ông ăn mày, nhưng ông ta nhanh chóng né được và rút trong người ra một lá bùa tung lên không trung rồi đọc thần chú. Lá bùa nhanh chóng biến thành vòng tròn bảo vệ ông ăn mày khỏi những đòn roi của người áo trắng đó. Nhưng lúc người áo trắng mới mất tập trung do đánh vào cái vòng tròn bảo vệ đó không có tác dụng gì, ông ăn mày nhanh chóng, nhanh như cắt lao về phía áo trắng và dùng thanh kiếm đỏ rực chém vào cánh tay người áo trắng, khiến cho ngọn roi ở tay hắn rớt ra. Lúc này, tên ăn mày nhảy lên, xung phi vào tên áo trắng, làm cho hắn ta ngã túi bụi, bò lê bò càng trên mặt đất. Ông ăn mày thấy vậy, liền lấy một quả pháo sáng châm lửa. Trong nháy mắt, nó đã rít lên một tiếng, rồi làm sáng trực cả bầu trời làng Xuân Hạ. Bóng đêm của làng Xuân Hạ không còn bị màn sương che phủ nữa. Trời hôm nay trong xanh hơn, trăng sáng dằng dặc. Trên con đường làng quen thuộc, cụ Tằng đi đầu dẫn một đám người làng Xuân Hạ cầm đèn pin loang loáng chạy đến gốc đa. Khi có mặt tại cây đa, đám người làng Xuân Hạ xôn xao chỉ trỏ trỏ vào ông ăn mày đã xin ăn cả ngày ở làng mình và người áo trắng đang bò lê bò càng kia. Lúc này, cụ Tằng mới lên tiếng giải thích: "Thưa bà con, ông ăn mày mà hồi sáng ăn xin ở làng ta thực ra là một thầy pháp. Thầy biết tin làng ta bị ma quỷ nó lộng hành nên về đây giúp đỡ. Vừa rồi thầy đã trừ hết ma quỷ cho làng và cũng đã tìm ra được kẻ đứng đằng sau lũ âm binh đó, chính là người áo trắng đó đó." Ông Hoàng trưởng thôn cũng trong đám người đó liền chạy lại giật cái tấm khăn đang bịt mặt của người áo trắng kia, khiến cho tất cả phải há hốc miệng. Thằng Thái à! Nghe thấy mọi người ồn ào, ông Hoàng mới nhìn vào thằng Thái mà lên tiếng hỏi: "Thằng Thái, mày là một người hiền lành, tại sao mày lại làm cái trò này hả, Thái?" Lúc này, khi sự thật đã bị phơi bày, tên Thái mới nhìn đám người làng Xuân Hạ bằng ánh mắt hằn học: "Là do người làng Xuân Hạ chúng mày đã ép tao. Tụi mày thấy mẹ con của tao là dân ngụ cư đến đây mà chúng mày đối xử không bằng con chó. Chúng mày hắt hủi, bắt mẹ con tụi tao ở bờ ở bụi. Rồi chính lão Bảnh nhân lúc như vậy thì lại cưỡng hiếp mẹ tao, khiến cho bà phải treo cổ tự tử. Tao đã kêu oan, nhưng tụi mày có thèm để ý không, hả? Không một ai, và lão Bảnh cứ dẫn dơ ngoài dòng pháp luật. Do đó, tao đã đi học pháp thuộc ở bên Trung Quốc về để luyện âm binh và tao đã giết được hai bố con lão Bảnh. Cái làng này, tao muốn giết thêm mấy người nữa, nhưng mà lại có cái lão ăn mày kia, thật là khốn kiếp mà." Đám thanh niên nghe thấy tên Thái nói xong thì liền lao vào khống chế nó, không để cho nó kích động mà làm điều sằng bậy. Nhưng người làng Xuân Hạ nghe nó nói thì lặng im, vì năm xưa những hành động vô tình của họ đã làm hại chết mẹ của tên Thái và biến nó thành trẻ mồ côi. Cụ Tằng lúc này mới lên tiếng: "Thật ra mọi chuyện đã rồi. Chúng ta nợ anh một lời xin lỗi. Nhưng những gì anh gây ra
thì phải được pháp luật trừng trị. Chúng ta không vì vậy mà dung túng cho anh được. Vậy là cả làng giải tên Thái về nhốt tạm trong cái nhà kho và canh giữ cẩn thận. Sáng ngày hôm sau, ông Hoàng trưởng thôn đã gọi điện nhờ công an xuống giải quyết và người ta đã nhanh chóng bắt tên Thái để điều tra án. Riêng chỉ có người ăn mày kia, sau cái đêm giúp làng Xuân Hạ vạch mặt kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, thì ông cũng âm thầm lặng lẽ mà ra đi. Không ai có thể biết tên biết tuổi và nơi sống có ông cả. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Quỷ Ám Làng Xuân Hạ, tác giả Lương Duy. Đến đây, Nam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin tạm biệt.